Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và sáng ngày mai, gió đông nam của khối không khí ẩm vẫn còn duy trì. Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông ở diện nhiều nơi. Trong đó, các tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn sẽ là những nơi vẫn còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Kèm theo đó là nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất. Từ trưa chiều mai, mưa giảm dần, chủ yếu tập trung ở khu vực vùng núi phía Bắc. Do vẫn còn có mưa nên nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức thấp. Khu vực vùng núi nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức 32 đến 34 độ. Sự xuất hiện của đới gió đông nam ẩm không chỉ gây mưa dông ở miền Bắc mà nó cũng góp phần làm suy yếu gió phơn, giúp cho cái nóng ở miền Trung giảm đi đáng kể. Trung Bộ ngày mai sẽ có nắng nhưng cường độ nắng không quá gay gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Nắng nóng chủ yếu chỉ xuất hiện ở khu vực Trung Du và vùng núi miền Trung. Sau 2 ngày mưa lớn diện rộng, từ hôm nay gió mùa Tây Nam giảm cấp, diện mưa và cường độ mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Trong đêm nay ở hai khu vực, mưa dông chỉ còn duy trì ở mức rải rác. Đến sáng và trưa mai, mưa giảm xuống còn vài nơi, trời chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn ở các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, đến chiều và tối mai, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, ở hai khu vực mưa dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng số điểm mưa vừa có nơi mưa to thì giảm xuống, chỉ còn xuất hiện cục bộ. Về thời tiết trên biển, dưới tác động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa rào và dông ở mức rải rác. Trong mưa dông cần phải đề phòng hiện tượng tố, lốc và gió giật mạnh. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, mưa dông giảm còn một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết thuận lợi trở lại cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.